Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, Bắc Bộ vẫn tiếp tục có mưa rào và dông ở một số khu vực. Nam Bộ khả năng cũng sẽ có mưa rải rác vào chiều tối nay. Sau đây là dự báo diễn biến thời tiết đáng chú ý ở các khu vực trên cả nước. Khu vực phía Tây Bắc Bộ và Hà Giang, Tuyên Quang, chiều tối và đêm nay mùng 7 tháng 7, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa từ 15-30mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá là cấp 1. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị. Khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ, phía Nam Sơn La và Hòa Bình. Ngày 8 tháng 7, dự báo nắng nóng cục bộ, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ C. Ngày 9 tháng 7, những khu vực kể trên sẽ nắng nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 55 đến 60%. Khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên, từ ngày 8 tháng 7 sẽ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50 đến 55%. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều tối và tối nay mùng 7 tháng 7, dự báo có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa từ 15 đến 30mm, cục bộ có nơi trên 50mm. Báo Lao động sẽ tiếp tục cập nhật dự báo thời tiết đáng chú ý ở các khu vực trên cả nước trong những ngày tới.